Bích Phương ra MV hoành tráng sau thời gian dài vắng bóng, thế nhưng lại bị dân tình chê tơi tả với những lý do cũng hết sức thuyết phục. Bữa này, áo này, ôi dồi ôi, anh ương là không đau hơn được. Chỗ này đi vào chậm chậm thôi, cẩn thận đấy vì nó luôn trơn trượt. Tối 26 tháng 5, Bích Phương chính thức bước vào đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. MV mang tên Đố Anh Đoán Được trong khoảng thời gian nhã hàng đã mang lại cho người hâm mộ nhiều kỳ vọng. Bên cạnh những lời khen có cánh, nhiều bình luận còn chỉ ra giai điệu ca khúc có phần giống với Say So của Doja Cat, ca khúc từng làm mưa làm gió mạng xã hội năm 2020 khiến nhiều người đặt ra nghi vấn đạo nhạc. Đố Anh Đoán Được là ca khúc thuộc thể loại electro pop dance do bộ ba Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du sáng tác. Ngay từ đầu MV, khán giả đã nghe được giai điệu đầy sôi động và chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thể hiện vũ đạo của Bích Phương. Chất nhạc của Đố Anh Đoán Được thích hợp để quẩy trong các buổi tiệc tùng. Lần này Bích Phương mang đến âm nhạc hoàn toàn khác, không còn là giai điệu ballad buồn da diết nữa. Tuy nhiên, MV Đố Anh Đoán Được lại không nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Những người chờ đợi sự trở lại của Bích Phương thể hiện nỗi thất vọng vì nhạc chán, lời bài hát không ý nghĩa. Xem xong MV, khán giả vẫn không biết cô nàng đang hát gì. Trong MV Đố Anh Đoán Được, Bích Phương vào vai host của một game show khiến người xem liên tưởng đến chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Người chơi là nam chính MV và Bích Phương liên tục đưa ra lời gợi ý để anh có được câu trả lời. Cô đã nỗ lực đưa ra những gợi ý, nhưng anh chàng chỉ vô tình trả lời đúng duy nhất được một câu. Đặc biệt với câu hỏi quan trọng nhất ở ô chữ hàng dọc, anh chàng tự tin ra đáp án là dưới gốc cây mít. Đáp án sai này đã khiến bao nhiêu công sức hỗ trợ của Bích Phương đều đổ xuống sông xuống bể. Dẫn dắt MV, Bích Phương liên tục thay đổi những tạo hình khác nhau, mặc đồ lồng lộn. Người hâm mộ có những lúc phải dán mắt vào tấm lưng trần hay đôi chân nuột nà của giọng ca gốc Quảng Ninh. Song đó lại là ưu điểm duy nhất dành cho hình ảnh của Bích Phương. Về phần trang phục, cư dân mạng cũng chê lên chê xuống vì quá xấu. Fan không hiểu stylist đã làm gì mà lại dí cho Bích Phương những bộ quần áo không phù hợp, trông phèn và xến. Nếu không phải cô nàng xinh đẹp hẳn đã bị dìm thảm thương. Một phần khán giả để lại bình luận khắc khe như sau, hát như đấm vào tai. Nghe dở như nhạc dở, đã thế không cần khán giả thì tao cũng không xem. Sao dạo này thấy ca sĩ Việt Nam cứ ra nhạc thế nãy nhỉ? Nhất là mấy ca sĩ nổi nổi ấy, lời lẽ chẳng ý nghĩa, nhạc ngang ngang, MV cứ bị kiểu gì ấy. Ý kiến trái chiều là thế, nhưng cũng không ít người bị lời hát và MV làm cho mê mẩn và vì sự bay bổng và lâng lâng trong từ câu từ mà Bích Phương đem đến. Cuối MV Đố Anh Đoán Được, Bích Phương lồng ghép thông điệp về màn ra mắt album Vol 3. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn còn bỏ ngỏ tên album để người hâm mộ tiếp tục suy đoán sau khi xem xong MV. Mặc dù Đố Anh Đoán Được không như những gì khán giả đã kỳ vọng, song vẫn có fan tiếp tục ủng hộ Bích Phương. Ngoài ra, khán giả bày tỏ sự mong đợi ở album Vol 3, nữ ca sĩ sẽ sớm trở lại với chất nhạc ấn tượng hơn và có giá trị hơn. Còn bạn có cảm nhận gì về MV này? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé!